Hoa Vương xin phép giới thiệu với anh chị em cặp ly Long Phụng. Thứ nhất là cao là 5,5 cm, cao 5 cm và đường kính miệng là 8 cm. Anh cặp ly này cũng cao 4,5, đường kính miệng 6. Thì trước tiên thì sao Vương xin giới thiệu về cặp ly này đi ha. Cặp ly này thì sao Vương có làm clip hồi cũng không mấy bữa trước rồi. Cặp ly này là cặp ly nhỏ, Long Phụng, cao 4,5 cm, đường kính miệng 5 cm, viền mạ vàng, hoa văn thì hoa văn nổi, bởi vì hoa văn này khi mình chạm tay vào là nó cộm cộm, gọi là hoa văn nổi. Ở dưới đáy nó có thể hiện cái mọc đáy. Theo thông tin mà Kha Vương được biết nó thuộc Càn Long, triều đại nhà Thanh. Đó là những gì Kha Vương được biết. Cặp ly này mình dùng để uống trà, mời bạn bè bạn hữu. Cặp ly này Kha Vương xin phép xả hàng với giá 350.000 đồng một cặp và Kha Vương bao ship. Còn chủ yếu là giới thiệu cặp ly nè. Đây, cặp ly này. Cặp ly này là cao 4,5 cm và đường kính miệng là 8 cm. Cặp ly này là mạ vàng tới tận viền đáy, hàng cao cấp. Cặp ly này thì hoa văn cũng hoa văn nổi, rất là tinh tế và rất là sắc sảo, rất là đẹp từng chi tiết một. Đây, ta vừa quay cho anh chị mình xem. Rất là đẹp. Về cái cặp ly này á, thì Kha Vương có nhờ một người bạn biết tiếng Trung, người ta dịch. Thì người ta nói rằng là cái sản phẩm này là dùng trong hoàng gia, có nghĩa là chỉ trong hoàng gia quý tộc mới được xài. Và người ta nói một cách nôm na là nó cũng là cuối triều đại nhà Thanh. Thông tin nôm na nó là như vậy. Thì cặp ly này hôm nay thì Kha Vương thanh lý với giá chỉ có 1 triệu đồng thôi, 1 triệu đồng thôi. Và Kha Vương cũng bao ship 1 triệu đồng một cặp, tính ra 500.000 một cái. Nên sản phẩm này là dòng cao cấp. Nên sản phẩm này là Kha Vương thanh lý nha. Và đặc biệt là trong cái chén này nó có hình rất là đẹp. Cái này Kha Vương để ngoài nó bụi. Kha Vương có mấy cặp này thôi. Anh chị nào thật sự có nhu cầu cứ liên hệ với Kha Vương. Bởi vì thời kỳ kinh tế nó khó khăn quá, Kha Vương bán kiểu thanh lý hàng. Xả hàng thôi chứ không có lợi lớn gì, đó là nó thật. Bên cạnh đó thì Kha Vương còn rất là nhiều cái bình thuộc Tống triều và Thanh triều Càn Long. Và anh chị em nào mà ôm được hết cái lô đồ sứ này thì cứ liên hệ với Kha Vương, còn không ôm thấy thì Kha Vương cứ quay clip, Kha Vương đưa lên từ từ thôi. Kha Vương sẽ bán từ từ. Kha Vương cảm ơn nhiều.